để quên đi người yêu cũ. Tôi đã từng xem một bộ phim mà tôi vẫn còn ám ảnh tới bây giờ, mang tên là Eternal Sunshine of a Spotless Mind, có nghĩa là những cái ánh sáng mặt trời vĩnh cửu của một tâm hồn trong sạch, không có một chút bụi bẩn nào. Và trong bộ phim đó thì có hai người yêu nhau, một anh và một cô, rất là đẹp đôi. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà hai người không thể đến được với nhau. Và thế là hai người đã đi đến một cái dịch vụ. Mà trong dịch vụ đó thì người ta nối những cái sợi dây vào não. Và sau một đêm, người ta sẽ đi sâu vào trong tiềm thức của người đấy để tìm tất cả những cái ký ức liên quan tới cái người yêu cũ kia. Đấy, và chỉ trong một đêm thì người ta nhấn nút xóa sạch. Thế và sáng hôm sau dậy thì anh này đã quên hết cái sự tồn tại của cô gái kia. Và đồng thời là cô gái kia thì cũng quên hết cái sự tồn tại của anh này. Và trong bộ phim đấy thì tôi rất ấn tượng, bởi vì hai người đấy sau khi mà đầu tiên là anh ấy chọn cái dịch vụ xóa tâm trí, thế xong không ngờ tình cờ cô này cũng chọn dịch vụ đấy. Thế là hai người lúc trước, ngày hôm trước đang yêu nhau thắm thiết, làm sao đến như hai người xa lạ. Thế nhưng mà khi là hai người xa lạ rồi, thế xong họ vô tình họ gặp nhau mấy lần thì họ lại yêu nhau trở lại. Thế lại yêu nhau thì họ lại tiếp tục dùng cái dịch vụ xóa đấy. Và tới cuối cùng thì mới phát hiện ra hóa ra họ xóa đến mấy lần rồi. Xóa đến mấy lần cuối cùng lại vẫn gặp nhau và yêu nhau trở lại. Cái việc mà quên đi một người nào đó ấy, thì nó là một cái trạng thái mà chúng ta thường mong muốn là chúng ta sẽ đạt được ngay lập tức. Chúng ta sẽ không còn ám ảnh. Và khi mà nghe tất cả những gì gợi nhớ đến đối phương, chúng ta không cảm thấy gợi nhớ nữa. Vậy thế nhưng mà đây là một điều gọi là Mission Impossible, nhiệm vụ bất khả thi. Đấy, và để quên một ai đó thì nó luôn luôn có một quá trình, và nó cần có cái liều thuốc quan trọng nhất là liều thuốc thời gian. Mà ngay bây giờ tôi nói các bạn sẽ không tin, bởi vì tôi cũng đã từng như thế. Đấy, khi mà tôi chia tay một người tôi rất là thích, đấy, và lúc đó người khác nói của tôi là cần thời gian. Đấy, thì tôi bắt đầu ngoạc mồm ra là bảo là không quên được đâu, hoặc là phải lâu mới quên được. Thế nhưng cuối cùng thì liều thuốc thời gian cũng dần dần khiến cho mình hồi phục. Lúc đó mình đau cực kỳ luôn. Lúc đấy mình không muốn làm gì, mất hết cả năng lượng. Để thậm chí là chui vào trong một cái phòng kín, chui vào trong cái thang máy, mà chỉ cần thiếu không khí và chập một cái là mình cảm thấy ức chế và không thể chịu nổi. Thế cho nên là cái trạng thái buồn khi mà phải chia tay một người nào đó thì là một trạng thái không ai muốn. Đấy, và việc mà muốn quên đi một ai đó thì đấy là điều mà chúng ta cứ thử tưởng tượng, chúng ta mong muốn một cái máy nối hết cả dây dợ vào đầu, nhấn cái nút một cái hay là những ký ức về ngày kia tan biến hết. Thì rất tiếc là nó chỉ có ở trong chuyện viễn tưởng, hoặc là những người mà bị bệnh Alzheimer để tự nhiên mất trí nhớ đấy, hay là một cái gì đó sang chấn mà tự nhiên quên hết tất cả mọi thứ trong quá khứ của mình. Đấy, còn luôn luôn ấy, vẫn còn những nêm gấp ở trong những neuron thần kinh trong não của mình, thì vẫn còn những thứ có thể gợi nhớ mình về đối phương. Và điều tốt nhất mình có thể làm để có thể quên đi một ai đó, đó chính là thực sự dọn dẹp một cách sạch sẽ ký ức của người đó. Dọn dẹp một cách thực sự sạch sẽ. Nếu như vẫn còn là bạn bè mà không muốn xóa cái kết nối bạn bè đấy đi, thế thì hãy sử dụng các công cụ để có thể hạn chế nhìn thấy người đấy, hạn chế tối đa luôn. Đấy, và ở trong nhà nhìn bất cứ thứ gì gợi nhớ người ấy thì hãy dẹp nó đi. Hãy làm mới lại căn nhà của bạn. Có một cô bạn của tôi, đấy khi mà chia tay cái anh bạn trai, đấy thì cô ấy đã hoàn toàn làm mới lại căn nhà của mình, và cô ấy rất cảm thấy hạnh phúc với cả giai đoạn đấy, decor lại, trang trí lại. Đấy, cô ấy trồng hoa tulip, rồi cô ấy trang trí lại ngôi nhà của mình tràn đầy màu sắc. Đấy, và khi mà không còn hình dáng của người đàn ông trong nhà, thì cô ấy biến ngôi nhà của mình trở thành nơi an toàn, cô ấy trở thành nơi mà cô ấy thích trở về, và cô ấy rất hạnh phúc. Đấy, và khi mà vẫn còn những thứ gợi nhớ thì vẫn còn buồn. Trong một bộ phim mà tôi xem ấy thì có rất nhiều đoạn liên quan tới tình yêu. Có một đoạn tôi thấy rất thích, một bộ phim mang tên là Billion. Có một cô ấy làm nhà tư vấn tâm lý. Đấy, thì có một hôm là cái đám cháy ngày vụ nổ đấy, ngày 11 tháng 9. Đấy, thì có rất là nhiều người mà bị mất người thân. Đấy, và cô ấy đã cùng với cả cái người thân đấy đi vào trong căn phòng dọn dẹp. Và chồng của cái người thân đấy, chồng chồng của cái cô gái đấy bị mất tích trong vụ cháy kia. Đấy, và cô này đi cùng vào trong phòng, thực sự là dọn dẹp tất cả những thứ ở trong căn phòng đó có thể gợi nhớ đến nỗi đau đó. Và lúc đó họ buộc là họ phải làm như thế để họ có thể tạm thời quên đi, tạm thời tránh khỏi cái nỗi đau giằng xé.
Đấy, và cái cô gái đấy tận tâm đến mức là cô ấy dọn dẹp xong rồi tới nửa đêm thì cô mới nhớ ra là ôi lỡ khi mà cái cô kia nhìn xuống gầm giường lại nhìn thấy vẫn còn những chiếc dép vẫn còn đang vứt lung tung ở dưới gầm giường của anh ấy, thì cô ấy sẽ ngồi dưới gầm giường cô ấy khóc cả đêm và cô ấy ngất, cô ấy không dậy được. Thế là cô ấy lại lồng lồng cồm đến ban đêm đến chui vào trong gầm giường của nhà kia để nhặt hết tất cả những thứ có thể gợi nhớ về người kia. Thế và đây là một điều mà tôi muốn nói với các bạn, đó là việc mà quên đi một ai đó thì nó luôn cần có thời gian và chúng ta cần phải tránh với cả các tác nhân gợi nhớ, tạo ra, gây ra những cái cảm xúc, gây ra cái hình ảnh của chúng ta về đối phương. Đấy, và nếu có thể thì tất cả những điều đó hãy tạm thời cho vào trong một cái hộp và cất nó đi. Có thể gửi ở chỗ nào đó mà khó lấy ra, lấy một chỗ dễ lấy ra, tôi bảo đảm với bạn là cất buổi sáng tối lại lấy ra, phải cất một chỗ rất khó. Đấy, tất cả những email tạm thời cho folder khác, tất cả ảnh ấy thì xóa, còn không muốn xóa thì cho vào trong một folder khác của bạn, rất là khó để lấy ra. Và đấy là cách tốt nhất bạn có thể làm trong giai đoạn này để có thể quên đi một người yêu cũ. Và việc quên đi ấy, trong thời điểm này khi bạn đang đau đớn, bạn nghe những điều tôi nói thì bạn vẫn cảm thấy đau, có thể bạn đang chảy nước mắt và có thể bạn vẫn đang suy nghĩ về việc ngày xưa đã từng hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà hãy tin tôi đi, mọi thứ xảy ra thì đều có lý do của nó. Mọi thứ trong cuộc đời nó đều có lý do ở trong từng thời điểm nhất định. Ngày hôm nay bạn đang cảm thấy đau đớn thì rồi dần dần bạn sẽ hồi phục và bạn sẽ cảm thấy rằng cái sự cố xảy đến với cả bạn nó lại chính là cánh cửa để giúp cho bạn tiến tới được những nấc thang phát triển bản thân này, những nấc thang về tâm lý cao hơn. Bởi vì tất cả mọi người đã từng trải qua và đều đạt được như vậy và bạn cũng sẽ làm được. Và ok, và nếu như bạn vẫn đang cảm thấy quá là cảm xúc và bạn cần có chuyên gia đồng hành cùng với cả bạn thì đây là điều bạn có thể làm. Bạn có thể vào thầnchungmaydam.com xin cảnh ngang đừng cảnh ngang quên cảnh ngang em, thì sẽ có đội ngũ của tôi là chuyên viên, các chuyên gia tư vấn của Mai Tình Yêu và Cộng Sự sẽ đồng hành cùng với cả bạn và cho cái lộ trình mà xin đừng quên em có thể được thiết kế theo hướng để bạn quên đi được người yêu cũ, để cho bạn có thể thoải mái về mặt tâm trí và sau 30 ngày thì làm mới lại hoàn toàn bản thân. Và đừng quên đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu và bạn sẽ nhìn thấy một cái chuông, hãy bật cái chuông đó lên. Hãy bình luận ở dưới này ạ. Bình luận dưới này tôi xem nào. Tôi sẽ nghĩ là một cái câu bình luận thật là hay. Bình luận thật là hay mà khi mà bạn nói xong cái câu đấy bạn phải cảm thấy thoải mái, mà khi bạn nhắn xong comment bình luận trong kênh của tôi xong thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ok. Rồi. Đây là một cái câu affirmation, câu tuyên bố mà tôi rất thích nằm trong một chương trình phát triển bản thân tôi đã từng học. Tôi là ánh sáng soi rọi cuộc đời mình. Tôi chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời mình. Tôi chính là ánh sáng soi rọi cuộc đời mình. Đấy, thì khi bạn làm như thế thì bạn sẽ không phải tìm nguồn ánh sáng từ người bạn trai cũ, từ người yêu cũ hay là những cái sợi tơ vương còn vương vất lại mối quan hệ cũ còn làm cho bạn buồn. Tôi là nguồn ánh sáng soi rọi cho cuộc đời mình. Và hãy đừng quên đăng ký vào kênh của Mai Tình Yêu và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai. Bye bye!